Đâu đỉnh đâu? À, là đây hả? Đây miếng thịt mình đây đúng không? Thịt mình đây à? Cái ba này đây. Không, hai cái đây thôi. Còn một cái là của đây có cái gì còn? Cái nào là không phải của mình? Đây hai cái này của mình. Đây đây. Đó. Tay rồi. Nhìn đã quá. Ôi nhỉ. Cái này là cái gì rồi? Chưa. Có tên này tên thôi. Tên này mà ông Hờ ông bảo mình lên trên này mới ăn, không ăn trưa là chết ngay. Siêu đông. 60 mạng. Rõ, anh làm một tấm nha. Ôi dồi ôi, ngon quá. Rồi, nhân ly. Nân ly. Ừ, rất à. Là vừa hôm nay được gặp anh em ở trên lập trận này nhá. Một, anh em mới lên đỉnh. Hai, ba, nhá. Yo. Rồi. Đây, anh anh uống à? Không ăn à? Không ăn chứ. Không, anh ăn cơm nhá. Ăn đói lắm rồi. Mày cứ ăn tự nhiên đi. À, không, cái đèn đó. Ok. Em có thể cho mày ăn. Để anh. Ok. Đấy. Cho em được. Rất là vui hôm nay được gặp mấy anh chị ở trên lầu hôm nay. Chúc ngày mai mấy anh chị lên tỉnh là năm mai nhé. Và đôi chị mình tốt đẹp hơn nha. Rồi, cảm ơn nha. Rất là vui. Cảm ơn em nha. Rất ngon quá. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Rất ngon quá. Chào tay quá. Rồi, ok nha. Rồi, nghỉ đi. Nói sang ăn đồ nướng ngon hết nhỉ. Ngon quá rồi. Rồi em về ăn đi nha. Ăn đi, có ăn không hết phải ăn. Bỏ tí. Tại sao tôi mượn? Có tôi không biết hôm nay bỏ thì tôi không, vẫn không ăn hết đâu. Ai bỏ thì tôi mà không hết. Nhiều lắm. Này thì mấy cái lùm cây này.
có may lắm nhỉ. Phí nhỉ. Phí mất trận mưa đêm qua. Chiều qua. Mang váy lên không? Mang váy mà gió thế này. Rồi, cố lên. Chán này không dùng gậy nữa. Đẹp 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 đẹp. Anh chạy một mạch lên xem có đến không nhá. Một mạch không có đến được à? Ê anh em chạy lên. Chạy một mảnh lên mỏi phết đấy. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ướt hết áo. Phải đánh dấu neo luôn đi.
Anh cẩn thận một tí, bao nhiêu công nhặt mà nó lại rơi ra thì nó lại nhặt dưới này. Bao nhiêu công nhặt mà nó lại rơi ra thì bằng nhau ấy. Cái nào cái để selfie ấy.